Hôm nay ngày 19 tháng 7 mình có một số cây hàng khai thác, những cây khai thác nuôi rừng, đa số là những cây có bông trái rất là đẹp. Đây là cây sầm mốc, dòng cây có bông trái đẹp, bông nó màu tím xanh. Trái này là trái non, chính nó chuyển sang màu hồng tím và tím đen, tím xanh đen. Đầu tiên là cây hồng trâm, là dòng cây có trái cũng rất là đẹp. Trái này mọi người xem phía góc màn hình, dòng cây trái chùm, trái đẹp. Cây hồng trâm mã K1, cây bệ tốt quái, cây liền tốt. Chiều cao lên mặt cắt là 30, giá 350, cây hồng trâm K1. Giá mình báo là bao, đã bao gồm phí ship. Phí ship mình sẽ bao ship toàn quốc. Cây cốt mini quái đẹp. Tiếp theo là cây sơn liễu mã K2, cây này cao 35, cây bệ cốt to già. Cây này đã nuôi thuần lâu. Sơn liễu thì kích thước lá giống như hạt, bé hơn hạt gạo, lá rất là bé. Dòng này thì nó hợp với thả nước, cây rất là ưa nước, mọi người có thể dùng để thả hồ nông bộ, làm tiểu cảnh. Dòng sơn liễu thì ngoài tự nhiên thì mọc hay mọc ở dọc suối nên cây ưa nước, mọi người thả làm hồ nông bộ thì rất là hợp. Cây K2 giá 250 bao ship. Sơn liễu thì trái của nó giống như sam núi trái, trái chín có màu hồng, hồng tím đen. Lá dòng này lá rất là bé. Cây K3 là cây chập chỗ, cây cao 40. Cây chập chỗ thì nó trái nó cũng giống như chim chim, chùm trái chín màu đỏ, trái ăn quỵ cũng giống như chim chim, ăn ngọt thơm. Cây bệ cốt đẹp, giá 280 bao ship. Cây chập chỗ mã K3. Dòng này chùm trái to hơn chim chim. Và tiếp tục là cây K4, cây bạch chỉ. Dòng bạch chỉ cũng là dòng cây xếp hàng trái ăn ngon, trái đẹp. Trái nó giống như vụ dẻ, trái chín có màu cam. Giá 450 bao ship cây bạch chỉ, hay gọi là cây vụ dẻ bò. Cây này thì đã lọc tay canh, mọi người về chỉ việc vào dây. Một số cành còn 3 chi thì mọi người cắt bớt chi để tầm 1 đến 2 chi thì vào dây cây nó sẽ tốt hơn. Chiều cao lên mặt cắt là 30, bệ cốt đế trải. Cái đế trải nổi lên rất là đẹp. Giá 450 bao ship. Cái bạch chỉ mã K4. Tiếp tục cây K5 cũng là cây bạch chỉ. Cây này cao đến mặt cắt là 40, cao đến tàn lá là 60. Bề cốt rất là thoáng, các thân nó phân bố hợp lý. Cây này mọi người đánh dây ra thì sẽ ra một tác phẩm đẹp. Giá 550 bao ship. Dòng cây có trái ăn ngọt thơm, trái chín chùm rất là đẹp. Chỉ là thuộc nhóm dòng kích thước lá tương đối bé, thì mọi người nuôi càng già thì lá nó sẽ càng bé. Cây rễ nổi, giá 550, cây bạch chỉ mã K5.
cầm bể thông thoáng sạch sẽ. Và tiếp theo là cây hồng quân mã K6. Cây cao lên mà cắt là 35, cao đến tàn lá là 45, gần 50. Bể cốt già, cục bé nở. Giá 450, cây hồng quân mã K6. Hồng quân thì kích thước của lá cũng bé, quả nó chín có màu đỏ, đỏ cam và ăn chua ngọt. Hồng quân hay gọi là cây bồ quân, giá 450, cây hồng quân mã K6. Bề cốt này kẹt đá, cây rất là già. Cốt cành thì có sẵn một người về lọc bớt vừa vào giấy. Cây K7 là cây sầm mốc. Dòng này thì hoa nó có màu tím xanh. Này là chùm vả non, quả chín nó có chuyển sang hồng, tím và tím đen. Dòng quả chùm, dòng này hoa cực kỳ đẹp. Thời gian chơi hoa trái trên cây thì từ 7 đến 8 tháng. Thời gian chơi trái rất là bền. Trái như này thì phải vài tháng nữa thì cây mới bắt đầu chuyển màu. Thời gian chơi trái rất là lâu. Kích thước thì lớn hơn điếu thuốc, mọi người so sánh với ngón tay. Cây ươm từ cây con. Cây hiện tại đã 3 năm tuổi. Giá 400. Cây sầm mốc mã K7 giá 400, bao ship. Dòng này thực ngoài tự nhiên cây cũng nhiều, nhưng mà tỷ lệ cây khai thác về trồng rất là khó sống, nên dòng cây hiếm. Đây mọi người bỏ vào chậu mini chơi để bàn rất là hay. Cây có trái chùm. Trái này cây chín này ăn có vị ngọt và chát nhẹ. Người có thể trộn muối ớt hoặc ăn trực tiếp. Trái ăn cũng rất là ngon. Cây tiếp tục là cây mã K8. Cây này cũng là cây sầm mốc. Này là quả nó non hơn, anh chưa chuyển sang màu cam. Đó, từ xanh, trắng, vàng, cam, hồng, tím và đen. Cây chính sẽ chuyển nhiều màu. Cây cao tầm 40. Kích thước thì mọi người so sánh ngón tay. Cây lớn hơn điếu thuốc. Cái này thì đã quấn rễ. Phía bên dưới thì có rễ quái quấn dưới. Tất cả các cây đều đã được quấn rễ. Giá 400, bao ship. Cây sầm mốc mã K8. Cây K9 là cây cò ke. Cây này có chiều cao là 45. Cây đang bông trái trên cây. Hầu như tất cả các ngọn cây đều đang cho bông. Ở phía trên thì đã đậu một số trái. Cò ke cũng là cây thuốc trị bệnh, cây chuyên trị bệnh về xương khớp. Mọi người tra khảo thêm nhiều công dụng khác của cây trên Google. Quả của cây khi non thì ăn có vị chua, khi chín thì ăn sẽ có vị thuốc. Giá 300, cây cò ke mã K9. Dòng cò ke là dòng cây rất là dễ cho bông và đậu trái. Thời gian bông trái trên cây cũng rất là lâu. Và lô K10, lô bao gồm một cây cò ke và một cây thì là nồi. Cây cà kê đang cho trái trên cây, chùm trái giống như chùm nho. Vì đang cho trái rất là nhiều. Cây cốt hình thú, cây mini. Và một cây thì là nồi, ăn gọi là cây trầm thị. Giá cà lô 2 cây là 250 bao ship, giá mềm cho mọi người sưu tầm. Một cây cà kê. Cà kê thì hoa có màu vàng. Đang bắt đầu đậu trái non, chùm trái rất là nhiều.
lô 2 cây và K10 giá 250 bao ship. Cây K11 là cây bạch chỉ, cụm bệ cốt rất là to, cốt đế khuôn chậu, bệ liền cốt thì rất là to, chiều cao lên mặt cắt là 30, cao đến tàn lá là 60, giá 600. Cây bạch chỉ mã K11 giá 600 bao ship. Tay cành thì mọi người về lọc bớt và vào dây. Bề cốt sạch sẽ, giá 600. Cây bạch chỉ mã K11, cây rất là già. Cây bạch chỉ K12, cây cụm tông cao, cao đến mặt cắt là 65, cao đến tàn lá là 75, cụm có tổng cộng 5 thân, hoành mỗi thân từ 12 đến 14, bể liền cốt. Cái này mình giao lưu mọi người là 900 bao ship. Cây bạch chỉ tông cao, cây thóc thân lên nhìn rất là thoáng. Cây bạch chỉ mã K12 giá 900 bao ship. Và cây K13 là cây chòi mồi, cây chòi mồi xẻ lá dài, cây cao đến mặt cắt là 30, cây này có hoạch tầm 35, bể cốt to già. Dòng chòi mồi lá dài, vòi trái dài, trái thòng xuống rất là đẹp, chín thì ăn có vị chua ngọt. Trong này thì mọi người nuôi càng già thì kích thước lá nó sẽ càng bé, nó giống như mai chiếu thủy. Khi mọi người nuôi thời gian cây thuần già thì sẽ giống như mai chiếu thủy, kích thước lá nó sẽ cô bé lại. Giá 400, cây chòi mồi mã K13. Cây đang đâm từ phát triển rất là tốt. Và lô K14 đây là một cây sơn trà và một cây chim chim, giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Cây sơn trà, cây mini nhân cốt già, và cây chim chim, chim chim chùm trái chín màu đỏ, trái ăn ngọt, giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Lô K14, một cây sơn trà, một cây chim chim. Cây K15 là cây chòi mồi xẻ lá dài, cây cốt hoành tầm 30, chiều cao lên mà cắt là 25, được đang phát triển tốt, giá 250 bao ship. Cây chòi mồi xẻ lá dài, dòng đầy trái chùm đẹp. Cây đang phát triển rất tốt. Hiện tại thì chỉ trồng 100% là cát, mọi người về thay chất trong, thay chất trộn vào thì cây sẽ sống khỏe tốt hơn. Giá 250 bao ship. Và cây K16 là cây kim châu, hay gọi là cây Valentine. Cây này trái khi chín có màu hồng, trái hình trái tim. Giá 380 bao ship. Cây này thiệt ngồi tự nhiên thì rất là hiếm. Cây kim châu hay gọi là cây Valentine. Còn có một số nơi gọi cái này là cây lõ châu. Này kích thước lá rất là bé, trái chín có màu hồng, trái hình trái tim. Giá 380, cây kim châu mã K16. Cây K17 là cây hồng quân. Cây này có hoành là 33, chiều cao đến mặt cắt là 40. Cao đến mặt cắt là 40, hoành là 33, cây cốt to. Giá 700 bao ship. Cây hồng quân mã K17. Hồng quân hay gọi là cây bồ quân.
Cây K18 cũng là cây hồng quân, cây cao đến mà cắt là 40, cao đến tàn lá là 50, giá 350 bao ship. Cây có hoành 20, cây rất là già, chốt này là chốt lũa. Giá 350, cây hồng quân, mã K18. Cây K19 là cây lộc quần núi hoa hồng, cây hoa màu hồng, trái màu hồng. Còn lộc quần núi thì lá bé, kích thước lá dày hơn lộc quần bình thường, lá rất là đẹp. Cây có hoành 70, chiều cao đến tàn lá là 80. Bẹ cốt u nằm già, cây rất là già, bẹ cốt to và vót ngọn. Giá 1.400.000 bao ship, rễ thì phát triển ra rất là tốt. Cây cốt bẹ cốt rất là già, giá 1.400.000. Cây lộc quần núi mã K19. Cuối cùng là lô hai cây chim chim mã K20. Hai cây thì khai thác còn nguyên bầu nhưng cây đã sống khỏe. Cây đã sống khỏe 1 năm và đã cho được con trái. Đây là chùm trái chín khô. Giá cả lô hai cây là 350 bao ship. Lô cuối cùng trong clip, người chốt thì liên hệ 0888 86060. Đây là số Zalo của mình.